Triển lãm máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại MTA Việt Nam 2016 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 đã thu hút hơn 400 doanh nghiệp đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó thì sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp Đài Loan cho thấy mức độ quan tâm của lãnh thổ này đối với thị trường máy công cụ Việt Nam là rất lớn. Có 56 doanh nghiệp Đài Loan tham gia giới thiệu sản phẩm tại triển lãm MTA, sử dụng hơn 1.000 m2 là một trong những khu gian hàng nước ngoài lớn nhất triển lãm lần này. Nhiều loại máy công cụ có công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao và giá cả cạnh tranh đã được trưng bày tại đây. Tham dự triển lãm lần này, công ty chúng tôi trưng bày sản phẩm GX360L Plus với truyền động motor tuyến tính. Dòng máy cắt dây này chủ yếu được áp dụng cho việc sản xuất khuôn mẫu và ngành sản xuất linh kiện ô tô. Sản phẩm của chúng tôi hiện tại đứng đầu Đài Loan và nằm trong top 5 của thế giới. Lần này chúng tôi đã đem đến một sản phẩm hoàn toàn mới là máy VB8, giúp khách hàng có thể nhanh chóng bắt đầu và ổn định sản xuất, đồng thời dễ dàng bảo dưỡng định kỳ. Các ngành gia công tại Việt Nam như gia công các linh kiện xe đạp, xe máy, ô tô đang phát triển mạnh, và chiếc máy VB8 ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phát biểu mở màn tại buổi hội thảo giới thiệu các sản phẩm nổi bật, ông Da Wei Shu, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Bộ Kinh tế Đài Loan nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp máy công cụ là một trong những ngành mang tính cạnh tranh và phát triển nhất Đài Loan. Qua đó, ông cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan bằng việc đưa các dòng máy công cụ Đài Loan tiếp cận thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp Đài Loan tham gia hội chợ lần này về phần mình cũng nhận định tiềm năng thị trường máy công cụ Việt Nam là rất lớn. Theo tôi thì cái tiềm năng về phát triển máy công cụ tại Việt Nam rất là lớn. Hiện tại thì rất nhiều các doanh nghiệp đã tham gia vào trong các hội chợ triển lãm để mang các sản phẩm của mình để tiếp thị vào thị trường Việt Nam. Theo tôi được biết thì rất là nhiều các doanh nghiệp FDI đang tiến hành đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các cái lĩnh vực công nghệ cao. Ngày trước thì chủ yếu là tập trung vào các ngành công nghiệp cần nhiều nhân lực, cần nhiều lao động, nhưng hiện tại thì tôi thấy rất là nhiều ngành công nghệ cao đã được đầu tư vào Việt Nam, thì theo tôi nghĩ là cái tiềm năng này rất là tốt. Tôi cho rằng Việt Nam đang là một trong những ngôi sao nổi lên tại khu vực ASEAN với tốc độ phát triển công nghiệp rất nhanh. Các doanh nghiệp sản xuất rất cần những loại máy công cụ cao cấp để có thể làm ra những sản phẩm chất lượng cao. Đó là cơ hội cho chúng tôi tiếp thị các sản phẩm máy công cụ của mình. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan đều chưa đặt ra mục tiêu bán hàng khi tham dự triển lãm lần này mà nhắm đến việc xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tôi nghĩ thì cái kỳ vọng lần này thì tôi chỉ muốn là giới thiệu cho khách hàng biết là cái máy công cụ của Đài Loan hiện tại đã đạt lên một cái trình độ khoa học kỹ thuật rất là cao, và tôi muốn giới thiệu cả cái thông tin này cho khách hàng tiềm năng của tôi. Tham dự hội chợ lần này, chúng tôi không đặt mục tiêu là phải bán được bao nhiêu máy, mà quan trọng là nhiều khách hàng mới biết đến chúng tôi hơn và họ biết tìm mua ở đâu những sản phẩm tốt. Là đơn vị hỗ trợ thủ tục cho 35 doanh nghiệp Đài Loan đến với triển lãm lần này, Văn phòng Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Đài Loan tại Việt Nam TAIRA cho biết thường tổ chức các chuyến giao lưu xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam. Nền công nghiệp của Việt Nam phát triển rất nhanh chóng, kéo theo xuất khẩu máy công cụ của Đài Loan sang Việt Nam mỗi năm đều tăng. Chúng tôi mong muốn đem máy công cụ của Đài Loan đến Việt Nam. Những sản phẩm này đều có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho công ty. Các doanh nghiệp Đài Loan hy vọng có thể mở rộng đầu tư tại Việt Nam nhiều hơn trong tương lai. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm đến tiềm lực phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam. Công ty chúng tôi luôn tuân thủ các chính sách kinh tế của Việt Nam, tùy thuộc vào sự điều chỉnh các chính sách kinh tế của Việt Nam mà chúng tôi sẽ cân nhắc kế hoạch mở nhà máy trong tương lai. Thông qua MTA Việt Nam 2016, chúng tôi hy vọng là sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, quảng bá thương hiệu của chúng tôi đến khách hàng, mở rộng mối quan hệ và cùng phát triển. Khả năng đặt nhà máy ở Việt Nam thì khó có thể xảy ra, bởi vì rất khó có thể tìm được các nhà cung cấp vật tư cũng như là các cung cấp các phụ tùng cần thiết để cho chúng tôi vận hành cái nhà máy này ở Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cân nhắc cái việc mà mở một cái xưởng làm dịch vụ hậu mãi, bởi vì hiện tại là các cái điều kiện ưu đãi về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cũng tương đối là tốt. Với lợi thế máy công cụ chất lượng tốt, giá cả hợp lý thì các doanh nghiệp Đài Loan hoàn toàn có khả năng chinh phục các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.